Còn một cái câu hỏi nữa mà cũng nhiều người hay hỏi, tức là có một vài lần đã chú đã trả lời rồi, tức là khi nhận năng lượng thì cứ buồn ngủ ạ. Có sao không ạ chú, Cứ như buồn thế là ngủ, thật là phải yếu không cứ buồn ngủ là hệ thần kinh của chúng ta còn yếu quá, cố gắng tập ạ? trung hơn nữa, cố gắng tập trung hơn nữa, rồi dần dần nó sẽ quen đi ạ. À, nó sẽ tỉnh táo lại, tại vì khi mà cái cơ thể chúng ta, nó hệ thần kinh chúng ta nó còn yếu, từ não bộ đến cơ thể mình chỗ nào nó cũng yếu hết á, chứ không phải nó yếu một chỗ. Là cũng như là lúc trước mà chú hay trình bày đó, là thể xác của chúng ta, phần năng lượng của những người khỏe thì thường thường chỉ đạt được tới 70% thôi, còn 30% lại nó bị mất đi. Và khi chúng ta thực hiện công thức của NLG á, thì bắt đầu nó sẽ phát huy lên 71, 72, cũng như nhà khoa học nói đó, não bộ chúng ta hoạt động có 10%, còn 90% còn bị đóng băng. Thì cái việc của chúng ta là phá vỡ sẵn băng đó, đưa cái phần 10% đó lên 10%, 11%, lên 12%, lên 13%, vân vân. Nếu mà chúng ta làm được những điều đó thì anh em thấy là sức khỏe chúng ta được cải thiện rồi, đầu óc minh mẫn sáng suốt lắm, không có còn cái sự mà gọi là nặng nề và nó trì trệ nữa. Thì cố gắng thực hiện đúng những công thức thì anh chị em sẽ thấy rằng cái sức khỏe chúng ta cải thiện tốt và đầu óc minh mẫn hơn nhiều. Đó là những cái điều đặc biệt trong bộ môn NLC. NLC sẽ giúp cho anh chị em, tất cả mọi người cải thiện tốt hơn. Dạ, cảm ơn chú. This question is also very common, and a lot of people have asked this question before, is that when receive the energy, I feel sleepy. Is that okay? And Mr. Lee said the reason why you feel sleepy is because your nerve system is not strong enough, just like I shared before. And also, you know, based on what the scientists shared, your brain is currently operating at a 10% you know, capacity. And in order for your brain to maximize its capacity to, let's say, 20%, 30%, 40%, and so forth, you need the energy. That energy will support your brain and maximize its performance. So that's why I always advise all of you that energy is a very special method, and that you need to follow the formula, and you need to practice everything on the formula correctly and consistently, so that way you can receive the benefits that you're looking for. Yeah.